Như các bạn đang xem thì các nhạc sĩ trẻ chúng ta vừa lên dây và vô bái lễ Đức Chí Tôn, xong xuôi sẽ tiến hành buổi hòa đời. Kính thưa quý ban nhạc, kính quý ban tần nguyễn phượng cần sa, hôm nay ngày 14 tháng 12 năm Canh Tí, nơi xã đạo Thành Hòa thuộc hội đạo thị trấn Dòng Kiền có tổ chức lễ tang cho vị cố giáo hữu thượng Bửu Thanh đã quý vị vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 12 năm Canh Tí, tuổi thọ 72 tuổi. Và cũng trong dịp này chúng tôi có tiến hành thực lễ hòa nhạc cầu nguyện ơn trên Đức Đại Từ Phụ Đại Đại Mẫu các thánh thiêng liêng ba bố hoàng ân thế thiên linh hiền huynh cố giáo hữu thượng Bửu Thanh được nhẹ nhàng thăng tốc phá, cha cầu nguyện cho dân linh hiền huynh giáo hữu thượng Bửu Thanh được hưởng được ân điển của buổi hòa nhạc hôm nay. Nam mô Phật Đà Tỳ Công Đều Tát Ma Ha Tát. Thank you.
Thank you.
Thank you.